Vì sao năm nào các tỉnh Tây Nguyên cũng xảy ra tình trạng mưa dầm trong giai đoạn thu trái, nhưng có riêng năm nay là chất lượng cơm sầu riêng rất kém và tỷ lệ sượng cơm trở nên nặng nề hơn, thì em sẽ chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình trong video này nha. Thì bình thường thời tiết mọi năm ấy là trong khoảng tầm bắt đầu từ tháng 6 âm lịch đổ đi là các tỉnh Tây Nguyên bắt đầu có mưa dầm rồi, và gần như là hầu hết các tỉnh đều sẽ thu trái trong giai đoạn mưa dầm. Nhưng mà mọi năm ấy thì cái cơm nó vẫn tương đối là ổn. Còn năm nay ấy, thì cái cơm nhìn chung là nó rất dở. Thì theo em ấy có một cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là đa số vườn sầu riêng ở Tây Nguyên ấy năm nay có bộ lá rất là kém. Mà bộ lá đấy nó là cái cơ quan mà sản xuất dinh dưỡng. Đấy, nó chế biến dinh dưỡng, chế biến tinh bột, nó thúc đẩy các cái quá trình chuyển hóa đường bột để sau đó đưa vào trong cơm của sầu riêng. Đấy, và bộ lá kém thì cái quá trình chuyển hóa tinh bột và đường này nó diễn ra rất là chậm, và nó khiến cho cái hiện tượng cơm sầu riêng không lên nó trở nên phổ biến hơn. Vậy thì vì sao năm nay bộ lá của Tây Nguyên lại kém hơn mọi năm? Nó có ba cái lý do chính là thế này. Thứ nhất đấy là mình quay ngược trở lại vào đầu mùa khi mà bắt đầu cây ra bông ấy, do cái điều kiện thời tiết năm nay nó tương đối là bất ổn, đêm thì lạnh và ngày thì nóng, nên là rất nhiều vườn cái giai đoạn cây ra bông là không kéo được một cái cơi lá đi cùng với bông, và đến giai đoạn sổ nhụy thì cơi lá nó mới bật ra, mà nhiều vườn lại chọn cái giải pháp đốt đọt đấy, nó làm cho tổn thương cái bộ lá. Và hơn nữa cái giai đoạn nuôi trái đấy là giai đoạn nắng nóng, nhiều vườn là tưới thiếu nước dẫn đến hiện tượng nó rụng lá chân, nó làm cho bộ lá nó kém đi nữa. Và sau cái giai đoạn nắng nóng thì lại có mưa rào đấy, nắng hạn gặp mưa rào thì cây nó lại bắt đầu óng đọt ra hàng loạt, và lúc đó nông dân luống cuống bắt đầu đi đốt đọt hàng loạt, và bộ lá nó đã kém rồi nó còn càng kém hơn đấy. Và trong cái giai đoạn khi mà trái nó bắt đầu được khoảng tầm ký rưỡi 2 ký trở lên ấy, đáng lẽ là cây nó sẽ ra một cây đọt trong giai đoạn này, và thông thường như Thuận Thiên ấy là sẽ khuyên nông dân là phải bảo vệ được cái cơi lá này, thì nông dân lại không bảo vệ cơi lá này để cho rầy nó đánh đấy. Đi dọc các cái tỉnh Tây Nguyên là hầu hết cái cơi lá cuối này đều bị rầy đánh te tua, dẫn đến là không có lá để mà lên cơm. Và khi gặp mưa dầm ấy, thì lá chân bắt đầu nó lại rụng, đúng không các bác? Các bác cứ quan sát đi, khi mà gặp mưa dầm khoảng tầm 10 năm 20 ngày trở lên ấy, là bắt đầu lá chân nó chuyển vàng mà nó rụng xuống. Và trong cái giai đoạn mưa dầm ấy, thì cái hiệu suất quang hợp của bộ lá nó cũng rất là kém, tại vì cái cường độ ánh sáng nó kém trong cái giai đoạn mưa dầm ấy, nó làm cho hiệu suất quang hợp kém đi là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái môi trường đất nó quá ẩm, nó làm cho cây không thể lấy dinh dưỡng lên để mà quang hợp, thúc đẩy phản ứng quang hợp được, nên cái hiệu suất quang hợp nó kém đi, nó dẫn đến là cái năng lượng trong cây nó thiếu hụt. Và lúc này đấy, để duy trì cái sự sự sống của cây, mà nó sẽ ưu tiên duy trì sự sống của nó, thì cây nó bắt đầu rút ngược cái năng lượng ở trong trong trái, là có nghĩa là cái đường và tinh bột ở trong trái nó sẽ bị chuyển hóa ngược ra thành năng lượng để cây nó dùng, nó duy trì sự sống cho nó. Nên rất nhiều vườn bị hiện tượng là vài ngày trước xăm cơm ra thì cơm đã vàng rồi và có bột ngọt rồi, nhưng vài ngày sau khi mưa đấy thì bắt đầu là cắt trái xuống xăm cơm để mà bán ấy, thì bắt đầu cơm nó bị sượng ngược trở lại, nó trắng ngược trở lại. Đấy, nó là lý do như vậy, là do cái tinh bột và đường ở trong cơm ấy nó bị chuyển hóa ngược ra thành năng lượng để nuôi nuôi sống cái cây ấy. Đấy, đấy là lý do vì sao Thuận Thiên luôn đề cao cái nội sinh của cây trồng, cũng như là cái bộ lá của cây phải làm sao tạo được bộ lá khỏe cho cây trong suốt giai đoạn phục hồi cây, cũng như là nuôi bông nuôi trái. Và Thuận Thiên luôn ưu tiên hướng dẫn cho nông dân dìu đọt chứ không phải là đốt đọt. Và các bác sẽ thấy những điều em nói trước đây về tầm quan trọng của bộ lá nó sẽ rất là đúng trong cái điều kiện thời tiết nó phức tạp như năm nay nha các bác. Và cái bộ lá yếu ấy, nó sẽ còn dẫn đến một hậu quả nữa, đó là về sau ấy mình phục hồi cây trong sau khi mà thu trái nha, nó rất là khó nha các bác.